Nỗ lực tìm kiếm giải pháp tháo gỡ xung đột Israel-Hamas của cộng đồng quốc tế tiếp tục thất bại khi ngày hôm qua, Mỹ một lần nữa bỏ phiếu phủ quyết dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Đây là lần phủ quyết thứ ba của Mỹ đối với các dự thảo nghị quyết của Liên Hợp Quốc kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái. Trong phiên bỏ phiếu dự thảo nghị quyết do Algeria soạn thảo hôm 20 tháng 2, đã có 13 thành viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu ủng hộ, chỉ có Mỹ phản đối và Anh bỏ phiếu trắng. Nội dung dự thảo lần này không gắn lệnh ngừng bắn tại giải Gaza với việc thả các con tin hiện đang bị Hamas bắt giữ. Dự thảo đưa ra hai yêu cầu riêng biệt là một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức và thả tất cả các con tin ngay lập tức và vô điều kiện. Các thành viên Hội đồng Bảo an có trách nhiệm bỏ phiếu ủng hộ các biện pháp duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Nghị quyết này khẳng định lập trường vì sự thật và nhân loại, chống lại những kẻ chủ trương giết người và thù hận. Việc bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết này là sự ủng hộ quyền sống của người Palestine. Ngược lại, bỏ phiếu chống hàm ý tán thành bạo lực tàn bạo và hình phạt tập thể đối với họ. Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng dự thảo nghị quyết có thể gây nguy hiểm cho các cuộc đàm phán giữa Mỹ, Ai Cập, Israel và Qatar để tạm dừng xung đột và trả tự do cho các con tin đang bị bắt giữ. Mỹ cũng cho biết nước này đang chuẩn bị đề xuất dự thảo lần thứ hai, trong đó nhấn mạnh sự ủng hộ đối với lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza ngay khi có thể, đổi lại việc trả tự do cho tất cả các con tin và kêu gọi dỡ bỏ mọi rào cản đối với việc cung cấp hỗ trợ nhân đạo trên quy mô lớn. Các hãng vận tải container đang chật vật đối phó với tình trạng thiếu tàu và ùn tắc tại các cảng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ bước sang tháng thứ ba. Kể từ khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu ở Biển Đỏ vào tháng 12 năm ngoái, hầu hết các hãng vận tải đã ngừng sử dụng tuyến vận tải thông thường từ châu Á đến châu Âu qua Biển Đỏ và kênh đào Suez, thay vào đó chuyển sang tuyến đường vòng qua Mũi Hảo Vọng. Điều này khiến mỗi chuyến đi giữa châu Á và Bắc Âu mất thêm 10 ngày đến 2 tuần, trong khi các tàu thường xuyên cập cảng không đúng lịch trình. Áp lực đảm bảo đúng lịch trình khiến các hãng tàu gặp khó khăn trong việc neo đậu tại một số cảng, gây tình trạng ùn tắc. Ngoài ra, các cảng trung tâm lớn cũng chịu thêm áp lực với lượng hàng vào các cảng trung tâm ở châu Á và Địa Trung Hải tăng cao và các cảng xung quanh eo biển Gibraltar. Việc chuyển hướng tuyến vận tải cũng gây ra tình trạng thiếu tàu. Một hành trình trên tuyến giữa châu Á và Bắc Âu qua Mũi Hảo Vọng và quay trở lại mất tới 102 ngày, đồng nghĩa một hãng vận tải sẽ cần triển khai 16 tàu cho dịch vụ hàng tuần thay vì 12 tàu như trước đây. Nông dân Ba Lan hôm qua đã tiến hành biểu tình trên phạm vi toàn quốc, phong tỏa gần như hoàn toàn biên giới với Ukraine và làm gián đoạn giao thông tại nhiều khu vực. Tiếp nối những hoạt động biểu tình trong nhiều tuần qua, hôm qua, nông dân Ba Lan tiếp tục phong tỏa khoảng 100 con đường dẫn tới biên giới giữa nước này và Ukraine để phản đối việc nhập khẩu nông sản ồ ạt, thiếu kiểm soát, cũng như yêu cầu cần thay đổi chính sách nông nghiệp của Liên minh châu Âu. Chúng tôi vẫn đang phản đối tình trạng này, để Thủ tướng Ba Lan đến nói chuyện với nông dân chúng tôi, để Chủ tịch Liên minh châu Âu hiểu được hoàn cảnh khó khăn của nông dân ở đây, ở Ba Lan. Họ cần nhận thấy tình trạng khó khăn này, bởi vì điều tồi tệ này đang diễn ra, ngũ cốc và dầu đang tràn vào cây Âu. Ukraine hôm qua cũng kêu gọi Ủy ban châu Âu có hành động mạnh mẽ trước động thái của người biểu tình Ba Lan. Tổng thống Ukraine cho biết tình hình ở biên giới thể hiện sự xói mòn tình đoàn kết, khi trên thực tế chỉ có 5% nông sản xuất khẩu của Ukraine đi qua biên giới với Ba Lan, đồng thời khẳng định vụ việc liên quan đến yếu tố chính trị hơn là ngũ cốc. Hàng trăm xe tải của nông dân Ukraine đã tập kết tại khu vực điểm giao cắt gần cửa khẩu biên giới nhằm phản đối động thái của nông dân Ba Lan. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine hôm 19 tháng 2 cho biết Ukraine sẵn sàng cho mọi phương án và tìm kiếm giải pháp mang tính xây dựng. Trong khi đó, phía Ba Lan cũng xác nhận hai bên đang đàm phán về một thỏa thuận hạn chế nhập khẩu, dự kiến có thể đạt được vào cuối tháng 3. Trong chuyến công du một loạt các quốc gia Mỹ Latin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày hôm qua đã đến Venezuela để đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ song phương. Trong chuyến thăm này, Ngoại trưởng Nga tập trung thảo luận với giới chức nước chủ nhà về các lĩnh vực hợp tác chính, bao gồm sản xuất dầu, phát triển các mỏ khí đốt, nông nghiệp, y học, dược phẩm, phát triển không gian vũ trụ, công nghệ thông tin và truyền thông. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng đề cập đến việc sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, coi đây là lĩnh vực hợp tác đầy hứa hẹn giữa hai bên. Sau Venezuela, Ngoại trưởng Nga tiếp tục chuyến công du Mỹ Latin tới Brazil để dự cuộc họp Ngoại trưởng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20.
Trung Quốc hôm qua đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp về nhiệt độ thấp với một số địa phương ở miền Đông và miền Trung nước này, trong khi cơ quan khí tượng quốc gia liên tục phát đi 6 cảnh báo thời tiết cực đoan trước đợt không khí lạnh gây nhiệt độ biến động mạnh trên nhiều vùng lãnh thổ. Trước tình trạng mưa, tuyết và đóng băng nghiêm trọng, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã quyết định kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 đối với các tỉnh An Huy ở miền Đông và tỉnh Hà Nam, Hồ Bắc ở miền Trung nước này vào chiều qua. Ủy ban Phòng chống giảm nhẹ và cứu trợ thiên tai quốc gia Trung Quốc cũng phải cử các nhóm công tác đến các khu vực bị ảnh hưởng để chỉ đạo công tác phòng ngừa và giảm thiểu rủi ro. Cùng ngày, do nhiệt độ thấp và đóng băng xảy ra trên diện rộng, hàng loạt cảnh báo đỏ về bão tuyết, mức cảnh báo cao nhất về thời tiết cực đoan đã được ban hành ở nhiều địa phương thuộc tỉnh Hà Nam. Ngày 20 và 21 tháng 2, mưa và tuyết ở khu vực miền Trung và Đông Trung Quốc rơi dày và nhiều nhất. Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hàng loạt địa phương ở các tỉnh Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam đã phải ra thông báo khẩn và quyết định lùi thời gian trở lại trường của các cấp học. Nhiều chuyến tàu và máy bay đã bị hủy. Riêng sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh đã có 97 chuyến bay bị hủy trong ngày hôm nay. Thành phố này tối qua đã đón nhận trận tuyết lớn đầu tiên sau Tết, buộc cơ quan khí tượng phải phát đi cảnh báo đường xá đóng băng màu vàng và cảnh báo không khí lạnh màu xanh. Cục Khí tượng Trung Quốc ngày 20 tháng 2 cho biết, trong 4 ngày tới, nhiệt độ ở miền Trung và Đông nước này sẽ liên tục giảm, có thể giảm hơn 20 độ C, nhiều nơi nhiệt độ đảo chiều rất mạnh.